thoát tim cảnh thanh niên vào nhà nghỉ thực hiện hành vi hai ngón trước mặt hai em bé. Khi vào trong nhà nghỉ, kẻ trộm chỉ thấy hai cháu nhỏ, một đang bú bình, một nằm trên sàn nhà. Kẻ gian đã tiếp cận tủ tiền tại quầy đón khách, lấy trộm tài sản rồi rời đi. Diễn biến sự việc như thế nào? Mời cả nhà theo dõi ngay sau đây nhé! Ngày 5 tháng 6, mạng xã hội đăng tải clip kẻ gian vào một nhà nghỉ lấy trộm tài sản. Vụ việc xảy ra tại một nhà nghỉ trên đường Lò Gốm, phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng cùng ngày. Chủ nhà nghỉ là vợ chồng chị VTMD, 29 tuổi. Chị D cho biết, sáng cùng ngày, chồng đi ra ngoài, chị cùng con nhỏ ở nhà. Chị D sau đó xuống nhà sau nấu cơm. Lúc chồng chị D về, phát hiện tụ đựng tiền tại quầy đón khách bị mở. Kiểm tra, vợ chồng chị thấy điện thoại cùng một số tiền mặt bên trong bị mất. Xem lại camera an ninh, chủ nhà nghỉ thấy lúc 9 giờ 46 phút, có nam thanh niên mặc đồ sơ công nghệ chạy xe máy đến, dừng xe trước cửa nhà nghỉ, đi vào bên trong. Người này đứng quan sát thấy chỉ có hai cháu nhỏ nằm trên sàn nhà. Sau đó, kéo hộp tủ tại quầy đón khách lấy điện thoại, tiền mặt rồi nhanh chóng rời đi. Theo chị D, chiếc điện thoại bị kẻ gian lấy đi trị giá hơn 4 triệu đồng. Vợ chồng chị còn bị mất hơn 5 triệu đồng tiền mặt. Sau khi vụ việc xảy ra, vợ chồng chủ nhà nghỉ gọi điện thoại thông báo cung cấp clip vụ trộm cho người có chức trách tại địa phương, chưa đến công an trình báo. Còn bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ ngay với chúng tôi ngay bên dưới video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Sài Gòn TV để có thể cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.